xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Đường tỉnh 293 theo quy hoạch của tỉnh Bắc Giang là tuyến đường tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối toàn bộ các huyện phía đông của tỉnh với thành phố Bắc Giang. Lưu lượng giao thông từ đoạn giao cắt với quốc lộ 37 đến cầu vượt Hùng Vương, thành phố Bắc Giang là rất lớn. Khu công nghiệp Yên Sơn Bắc Lũng được hình thành trong tương lai gây áp lực không nhỏ lên tuyến đường này. Hơn nữa, tương lai đây cũng là tuyến đường huyết mạch nối các huyện phía đông của tỉnh với thành phố Bắc Giang và cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Do đó, các khu đất quanh đây được ví như kim cương của tỉnh và được rất nhiều mọi người đặt câu hỏi với các dự án lấp đầy quanh các khu đất đó là gì. Thì hôm nay mình mời các bạn cùng tìm hiểu qua video này nhé. Nằm ở chân cầu vượt Hùng Vương và ở đầu lối rẽ từ đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn để vào thành phố hoặc đi con đường Tâm Linh. Đây có lẽ là rất đẹp nhất trên cái trục đường 293 này. Được biết, khu đất này được tập đoàn Hòa Bình Minh đầu tư xây dựng khu tổ hợp văn phòng và showroom Mitsubishi với thiết kế 5 tầng nổi. Hòa Bình Minh cũng là tập đoàn đa ngành và có chi nhánh ở 41 trên 63 tỉnh thành trên cả nước, dẫn đầu trong các lĩnh vực là phân phối, đầu tư và sản xuất như ô tô, xe máy, thép xây dựng, gạch ốp lát, đầu tư xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Theo một số thông tin, đến cuối năm 2021, tập đoàn này có 14 showroom ô tô, 73 cửa hàng xe máy, 22 chi nhánh phân phối thép xây dựng và 33 chi nhánh gạch ốp lát. Thì một thị trường đầu tư đầy tiềm năng như Bắc Giang là một nơi lý tưởng mà các tập đoàn đang thăm dò với những dự án kiểu như tập đoàn Hòa Bình Minh này. Với dự án này, thông tin mình còn khá là ít. Nếu các bạn biết thêm thông tin gì về dự án này thì hãy để lại bình luận ở phần comment giúp mình nhé. Cuối video, mình và các bạn cùng ngắm lại toàn cảnh khu đất cũng như vị trí đắc địa của cái showroom này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.